Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì là 3 giờ chiều của ngày mùng 3 tháng 7. Mình đang có mặt tại cái vị trí đầu tiên của cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng sau đúng 20 ngày. Mình đã quay lại đây để xem rằng cái tiến độ thi công của cái điểm đầu tiên này nó sẽ như thế nào. Và trên flycam thì quan sát hai bên quốc lộ 91 thì mọi người cũng có thể nhận ra là cả hai bên đều đã được đóng cừ tràm. Đấy. Cho nên là cái vị trí này là cái quốc lộ 91 chắc chắn là sẽ được mở rộng ra cả hai bên. Vật liệu thì được tập kết rất là nhiều, bao gồm có bột đá, đá xay nhuyễn và các cái đá dăm, các cái kích cỡ khác nhau để mà có thể đổ ra được các cái sản phẩm khác nhau. Đây là cái khu vực mà tập kết vật liệu này. Còn cái phía trước mặt đấy là cái vị trí mà đổ các cái phiến dầm. Các cái phiến dầm ở đây thì nó có chiều dài khoảng từ 25 cho tới 30 mét. Và theo như mình quan sát thấy từ flycam thì có rất nhiều những cái đường ống mà giống như là tưới cây vậy đấy. Tức là tưới cái cây dạng nhỏ giọt, có rất nhiều đường ống, các cái đầu phun để tưới các cái phiến dầm ở phía ngoài này. Mà không những phiến dầm ở phía ngoài này mà những cái phiến dầm mà được che phủ đấy, có thể là mới đổ xong đấy, thì vẫn tiếp tục được tưới nước để cho cái chất lượng đông cứng nó sẽ tốt hơn. Từ phía ngoài của cái cầu dàn này ra phía quốc lộ 91 thì mình đếm đâu đó khoảng 20 cái phiến dầm đã được đổ rồi, và phía trong này thì đang tiếp tục thi công. Còn ở phía trong sát cái ruộng lúa này thì cũng khoảng 20 phiến dầm nữa đã được thi công xong rồi, đã được đổ xong. Ruộng lúa thì rất là đẹp. Phía đây thì chỗ này là cái khu lán trại của anh em công nhân này. Theo mình nghĩ thì các cái phiến dầm này thì sẽ được là vận chuyển đi, một là cái xây các cái cầu vượt ngay tại cái vị trí cái điểm đầu tiên này. Thứ hai là vận chuyển tới cái cầu Huỳnh Văn Thu. Cầu Huỳnh Văn Thu và cầu Kênh Đào. Còn ở phía cầu Cần Thảo đấy thì hôm trước mình có thấy một cái cũng có cái casino và các cái trạm trộn bê tông, cho nên là khả năng là ở ngay tại vị trí cầu Cần Thảo và cái vị trí nút giao với đường tỉnh 945 thì ở đó cũng đổ tại chỗ các cái phiến dầm để mà bắc các cái cầu vượt. Ở đây thì có bốn cái phễu rất là lớn đấy. Như các cái clip trước thì mình cũng đã nói rồi, thì hôm nay nhìn ở trên cao thì nó rõ hơn. Thì các cái phễu đó lần lượt có thể là phễu để đổ cát, đổ xi măng, đổ bột đá hoặc là đá dăm để mà đổ ra các cái sản phẩm khác nhau. Vừa rồi thì có một cái xe mà chở bồn xi măng đấy,
tức là vận chuyển xi măng từ nhà máy về đây để mà trộn bê tông. Thì mình cũng có đọc được trên các cái trạm trộn bê tông là nó có năng suất là 120 mét khối trên giờ, trộn là 120 mét khối hay là tấn thì đấy, bê tông trên giờ. Còn bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào phía trong của cao tốc. Thì như vậy là cát ở khu vực này vẫn chưa được bơm đấy. Trong khi đó thì ở cái khu vực cầu Cần Thảo và khu vực nút giao với tỉnh lộ 945 thì đã được bơm nhiều rồi. Tức là nhà thầu tập đoàn Trường Sơn này, binh đoàn 12 này là chủ yếu tập trung cát ở các khu vực dưới, có thể là nó gần mỏ cát hơn và nó gần các cái sông thì các cái xà lan có thể chạy vào tận nơi để vào bơm. Còn cái khu vực cái đoạn điểm đầu tiên này thì chắc là ưu tiên làm cầu trước. Bây giờ thì mình sẽ đi về phía cầu Bảy Nhịp. Thì ở khu vực này là mọi người có thể nhìn thấy là đã được đóng cừ tràm rất là nhiều đấy, đóng cừ tràm cả hai bên luôn. Cầu Ba Nhịp thì chắc chắn là sẽ phải được nâng cấp lên để cho nó phù hợp với cái điểm đầu tiên của cao tốc, chứ không thì nó sẽ bị một cái nút thắt cổ chai tại vị trí đó. Đấy. Thì cái vị trí điểm đầu này thì chắc chắn là thế nào cũng phải có cầu vượt, và các cái đường nhánh, rất nhiều đường nhánh để cho nó tạo nên các cái điểm đường nhập làn và tách làn khỏi cao tốc. Thì hình dạng chính xác của cái nút giao này sẽ như thế nào? Hiện nay thì nó cũng chưa có lộ diện hẳn ra, nhưng mà mình nghĩ là tại cái vị trí điểm đầu tiên này chắc chắn sẽ là một cái nút giao rất là đẹp. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của mọi người. Thank you. Bye bye.